hơi to đúng không? Đúng, cho anh nghĩ ra. Máy này siêu xinh. Cầm cái áo luôn. Được không? Ok, xin sẵn. Chào mừng các bạn quay trở lại với nhau của tớ Channel Wish. Và đây là Hiu. Bọn tớ thì đang có mặt ở Đà Lạt. Chợ Đà Lạt. Đà Lạt. Thì bây giờ bọn tớ sẽ đi mua đồ si, thử mua đồ si ở chợ Đà Lạt. Tại vì nghe đồn, nghe giang hồ đồn rất là nhiều. Bây giờ thì dạ vâng. Bây giờ bọn tớ sẽ phải đi gửi xe xong rồi đi mua đồ. Ok. Qua đây ngồi qua nè. Kết cái áo đỏ này rồi. Áo đỏ này hả? Áo đỏ này mà. Nhưng mà không được, lấy xem cái tay. Cái gì? Cửa. Chết. Tay không? Vừa nè. Cái nào cứ lấy đi. Quay đi. Quay đi xem nào. Đổ hơi bụi hấp gì. Đắt cái gì vậy? Vừa. Trong cũng được. Được. Cũng được, tầm 6 điểm. 6 điểm là được rồi, trên 5 là được rồi. 6 điểm rưỡi đi, cho 6 điểm rưỡi vì đẹp trai. Chết này cũng được không? Ê, ở trai rách rồi. Biết gì. Ừ, rách lắm lắm. Mấy áo này kiểu gì cũng sẽ... Anh bị rách vậy hả? Ừ. Chúng ta, lựa đồ cũ là phải lựa thật kỹ nha. Cái này khá là mới luôn á. Có nách như thế nào? Giờ nách không ta? Áo này trong nên mặc trắng. To mặc kẹt chứ. Tinh, tinh tinh chiếc áo đầu tiên. Cái chiếc áo này hạng thi nhất. Ủa, bây giờ mới để ý này. Không biết rách nè. Rách ở tay. Nó khoảng 100. Ừ, rách to rồi nhỏ. Khéo quá đẹp. No. Khéo quá đẹp quá. Ừ. Nó khá xinh, vải đẹp này. Nhưng mà nó hơi dừ thôi mình. Chân dễ dạ. Khá là xinh. Đưa nó lên. Cũng xinh. Lúc mà thì dễ. Này hơi to. Hơi to đúng không? Không biết. Không mua giày cước để. Đúng cho anh biết ra. Cái máy này siêu xinh. Cầm cái áo luôn. Cái này chắc phải lưỡi rồi. Cái ngắn hơn 100. Còn nếu là lấy một chiếc này. Chúng ta có túi rồi. Ai không? Gucci. Ui, MCM. Áo này có 50 nè. Để gì? Ồ. Áo này nè. Áo này vui nhưng mà khó. Ừ nhưng mà kiểu nó khác, kiểu bồng bồng cơ. Cái này thích cái màu này nhưng mà cái màu này nó hơi... Hơi concept mà. Cái kiểu áo nó hơi khó mà. 100,000. Được không? Ừ. Ok, lấy cái này ạ. Cái gì dữ? Con túi. Được đúng không? Được. Đồ xì hết nè, có đồ xì mới vậy hả? Thì nó phải đẹp vậy chứ giờ nó cũng xì xì cho anh mua. Nè, cũ xì nè. Ờ. Đâu bất ngờ á. Ờ. Cái này bao tiền ạ? 300 nè. Được không? Ừ. Thôi lấy chút lụi cho từng kìa. Ừ, lấy cái này coi thử nè. Cái nào? Cái này hả? Ừ. Vừa thấy được một áo style tôi thích siêu xịn. Thế này mua đồ Tết đúng không? Ừ. Người Sài Gòn không mặc được không? Người Sài Gòn quăng luôn.
được không? Ok, xinh xắn. Cái đường nó ngắn quá chả nhìn được. Ờ xị, 300 ngàn 300 à? Ừ. Hơi mắc thôi. Được chứ. Ừ. Chốt hạ luôn. Ở bên này từ Đà Lạt về Sài Gòn, xong Sài Gòn về Bắc. Nhưng mà cái này phải chờ rất rét đúng không? Ê, cái màu đen mà cổ vàng đúng không? Có cái hình đúng không? Đẹp đấy. Em hỏi áo bóng chày đẹp kia. Áo bóng chày da đẹp ghê luôn đó. Đẹp hơn cái ban đầu mình mua cái hàng của kia không đẹp bằng. 250 thì là em thích áo bóng chày. Tôi rất thích áo bóng chày nhưng mà đây là áo bóng chày nam. Tôi siêu thích, đây là style ngày xưa của tôi. Tôi cũng khá là nhưng mà ngày xưa đấy, em suốt ngày mặc cái này. Quẩy đúng không? Lúc không đi vào đó, không nghĩ là nhiều đi vào. Trời cũng... ơi, nhiều mà đồ. Mà giờ mình mới đi cánh phải rồi đó. Nhiều đồ dã man mà đồ đẹp. Ôi mấy cái mới ơi là mới nhỉ. Cái tội là kiểu lại vì đồ cũ nên là đồ xin là không có có sai ít. À ngoài này là bán đồ mới rồi. Ôi, may quá. Ra cái trời nắng rồi. Trời ơi, thật sự là rất nhiều đồ biết thế thì đã vào đây mua đồ sớm. Không hiểu sao lần này đi giống như kiểu đi lên Đà Lạt mua đồ ta. Ôi, giờ thì bọn tớ sẽ đi ra một cái quán cà phê để chụp hình chút xíu. Em giờ không mua nữa tại vì thực sự là hết tiền cho. Không còn tiền mặt. Hello. Tôi đã về nhà và đây là thành quả của việc đi Đà Lạt. Trời ơi, mua quá trời đồ luôn. Đầu tiên là một chiếc váy. Cái này gọi là váy bằng cái này là bằng cái gì nhỉ? Tự nhiên quên. Không phải cái là len ở ngoài các bạn nhìn thấy không? Nó vẫn là len nhưng mà nó là kiểu hơi pha với dạ nhỉ? Ừ, cái chất ở bên trong á, này, rất là dưới này. Đó, cái áo rất là siêu cấp extra luôn. Kiểu gọi là trời rất là lạnh lạnh lạnh. Ui cái này phải mặc lên người, lát nữa tôi sẽ thử lên người. Wow. Trời ơi, nó mới lắm nha, lựa được cái mới lắm nha. Đây là bông trần này, cái này gọi là bông trần này, còn cái này gọi là cái dạng gì nhỉ? Nỉ nhưng mà nỉ trơn nhỉ, da cá thì phải. Phải không ta? Ờ cái này chắc đúng là tớ như kiểu tớ mua đồ để về Tết vậy á. Đây một kéo khác. Tớ nhìn tớ kết loài tớ phòi luôn, kiểu này. Nó phối á, cũng là cái kiểu như là nỉ nhưng mà nỉ trần kiểu nó pha vậy á. Ở đây thì lông tay da vẫn đang còn mới, không hề chóc một chút xíu nào. Đây là một cái màu xám kiểu nó cho nó rất là lạ. 300.000 mà rất là mới luôn, từ cái khóa này nó mới này, chưa hề kéo. Cái này thì là do để trong cái mặc đồ của mình mà hiu quên cái là nó để ở bên nhà mình luôn, hôm sau mình phải đưa lại sang cho nó nè. Ok, tớ sẽ mặc thử sương sương lên cho các bạn xem. Tớ vừa mới về lại Sài Gòn nóng quá. Đầu tiên là cái chiếc áo này này, cái áo này có 100.000 luôn. 100.000 thôi, không tin được luôn, nhìn cái là ngất ngây luôn. Với cả nó đang kiểu hơi bị nhăn ấy. Nên cái này thì chắc là hơi sao ấy. Ôi, nó rất là vừa. Nó vừa lắm luôn á, nói chung là mấy cái kiểu áo này tớ nhìn một cái tớ biết tớ mặc được cái nào luôn. Tớ là người kiểu như tớ nhìn cái gì tớ biết tớ mặc được hay không luôn đấy. Nó vừa khít với tớ luôn á. Đằng sau này ở trong thì tớ đang mặc một chiếc áo size tận size XL liền. Áo này mặc kiểu rất thoải mái, kiểu đi ngủ thôi. Ừ, các bạn cứ cho qua đi. Tớ có mặc quần nhé. Đây, thì nó sẽ dài bằng cái gần bằng cái áo hồng của tớ, tức là dài đến nửa đùi luôn. Cái này chất nó kiểu pha dạ nữa, nó rất là ấm và cái form của nó cũng đẹp nữa. Form nó đẹp. Nếu mà cái này mặc ở trong mặc đồ bó nhá. Ví dụ mặc đồ bó hoặc một chiếc váy bó xong rồi hoặc áo sơ mi, nói chung là mặc cái đồ bó ở trong một cái gì đấy xong rồi đi cái bốt dài đến đây. Trời ơi, đẹp. Chất rất là đẹp. Tuy nhiên là cái tay này nó hơi bị ngắn, kiểu nó dài chút xíu hay là kiểu nó như vậy. Rồi tiếp đến là cái váy này này. Trời ơi cái váy này, cái chất tớ rất mê cái chất này luôn. Chất nó rất là đẹp. Chất rất là đẹp. Đây sẽ dài như vậy này. Đấy đó. Tôi sẽ mặc thử cho các bạn. Nhưng mà cái này thì phải mặc với một cái áo khác, kiểu sơ mi ở bên trong, áo thun bó hoặc là một cái áo crop top bó. Cái này thì nó có một cái mấu
Đây, một cái mẫu khuy như thế này này. Vừa. Đấy. Trời ơi. Cái váy xinh lắm luôn ý. Rất là kiểu tiểu thư. Chẳng lẽ giờ tôi lại phải đi lục đồ tôi lấy một cái áo khác rồi mặc với cái váy này. Chắc là phải có video phối đồ khác. Chứ bây giờ là mặc đồ này nóng lắm. Và cái áo cuối cùng là cái áo đắt nhất 300.000. Nhưng mà cái áo này nếu mà bình thường mà mua ở ngoài thì sẽ rơi vào khoảng tầm, ít nhất là nếu mà có sale là phải tầm 700 đổ lên, hoặc là 800-900 vào cái dịp đông ở ngoài miền Bắc. Tại vì cái chất của nó rất là dày, nó là bông trần ở bên trong và bên ngoài là kiểu cái này gọi là da cá hay gì, lem lem chảy chảy cái gì đấy một chút xíu thôi, nhưng mà nó không đáng kể luôn ấy, nó không đáng kể, siêu cấp extra luôn, nóng ấm quá, ấm quá vãi mồ hôi đấy. Uầy trời ơi, cho hiệu ứng tiết nào. Các bạn có thấy lạnh không? Chứ tớ là nóng vãi chưởng. Cái áo này siêu đẹp luôn mọi người. Này. Trời ơi. Đẹp quá trời. Mê dã man. Các bạn hãy tưởng tượng cái này ấy, có thể là coi như là một cái váy bó cái độ dài thôi, còn thật ra nếu nên bó vào nên mặc đồ bó bên trong thì sẽ đẹp hơn. Hoặc là các bạn đơn giản chỉ mặc áo len. Hoặc đây, này, nó hở như này. Cái màu này nó hơi trội so với cái màu này. Cái màu này là một cái màu lông chuột, cái màu trung tính, cái màu mà kiểu như là bất kể ai cũng hợp, già trẻ lớn bé gì. Dĩ nhiên cái kiểu này thì nó hơi gọi là trẻ và nó khá là sang 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 chẳng kéo cảnh. Tôi rất mê cái kiểu áo này luôn, ngày xưa ngoài Bắc tôi cũng khá là nhiều. Cái cổ này bạn thấy không, cái chất nó đẹp. Trời ơi, cái này 300 nghìn mà nó rất còn rất là mới luôn. Này, cái ống tay ấy, nó cũng không hề bị chảy với sờn cái gì cả. Trời ơi mê. Tớ kiểu tớ chỉ bỏ 500 nghìn thôi mà tớ mua được quá trời đồ mới, với cả xịn và chất rất là dày, rất là thích. Đẹp luôn á. Và kiểu wow, bất ngờ luôn á. Lần sau mà đi Đà Lạt ấy, khéo không cần phải mang quần áo đâu, không cần phải mang quần áo rét thì đâu, lên đấy mua đồ xi mặc vừa mới có khi vừa đẹp hơn rồi. Nhưng mà cũng có một điều mà tớ hơi, có thể là do tớ khác biệt văn hóa hoặc là do tớ không biết ấy. Kiểu như là tại vì tớ thấy đồ mới quá, tớ cũng ngại không biết là nên mua bán kiểu gì hay trả giá ra sao. Thế tớ hỏi là ở chị đây là đồ cũ hay là đồ mới ạ? Thế xong tớ hỏi thì cũng có người nói là đồ si chứ chẳng lẽ đồ mới, hay ý là kiểu họ hơi thái độ một chút xíu, nhưng mà kiểu giống như chắc là do mình hỏi và họ hiểu sai ý mình ấy, kiểu mình có thể là do mình không có biết á. Thật ra thì có một cái là đồ si này thì lại hơi bị khó trả giá một chút xíu, kiểu như phải mua nhiều ấy. Tại vì tớ cứ nghĩ đồ si là được trả giá nhiều giống như ở Sài Gòn ấy, nhưng mà không, ở đây thì rất khó trả giá. Nhưng mà đồ thì rất là đẹp. Nhưng mà tớ recommend các bạn là nên mua quần áo, còn mua ba lô cái thứ ok, túi cái thứ ok. Nhưng mà những cái túi mà kiểu thương hiệu á thì họ nói là túi, ví dụ như Hermes hay Dior hay là bla bla, rất là LV cái thứ rất là nhiều. Nhưng mà thề những cái Hermes cũng 200 triệu ấy, 25 triệu ấy, thì không bao giờ cái gì gọi là Hermes cũ, đồ cũ mà mấy triệu cả đó mọi người. Nó fake thì nó vẫn là fake. Những cái túi thương hiệu ấy thì rất khó đồ thật. Còn nhưng mà chắc nghĩ là nó cũng sẽ có rớt rát. Tôi nghĩ là tại vì là đồ second hand, đồ si mà, nên chắc là nó cũng có. Tuy nhiên thì tôi nghĩ là nó sẽ cũng không mới như thế. Nói chung là tớ cũng không dành cái vụ này. Nếu mà ai dành chắc là comment phía dưới với tớ. Nhưng tại vì lúc mà tớ đi mua, tớ có gặp một cái chị. Và cái chị đấy thì kiểu cũng kiểu hai chị em cứ nhìn kiểu cứ nói là Hermes 2 triệu rưỡi, quay ra cười cười với tớ thì kiểu ý của họ cũng hiểu ấy. Đấy đấy, nên là tớ chỉ là chia sẻ một chút với các bạn thôi. Ok, và chuyến đi này là mua đồ thực sự là rất là phê. Và nên đi Đà Lạt. Và bye bye. Chúc các bạn ngủ ngon, cũng như là đừng quên ghé thăm fanpage và Instagram của tớ để không bỏ lỡ một video nào. Và nhấn like subscribe channel này để nhanh được 1 triệu sub thì sẽ có rất nhiều quà liên tục có giveaway. Và chúc các bạn có một mùa đông luôn xinh. Tớ sắp ra Bắc rồi nhá.